Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang, Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang, chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hướng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ bí mật, sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài đích danh gọi tên ban lộc, sự nghiệp lên hương, trúng số phát tài chỉ sau một đêm, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái. Giàu sang, hạnh phúc và an bình là ba thứ mà ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người. Mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sau hạn khác nhau, nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như mới bỏ bề. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời thì trong số 12 con giáp, mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh 1974 chính là con giáp có vận số biến động lớn nhất. Khôn lường ứng với hai chữ số kiếp, nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Đặc biệt các thầy tử vi cũng dự báo vận trình của mệnh chủ Giáp Dần cũng có những điểm sáng bất ngờ. Do được thần Phật phù trợ, Giáp Dần là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả. Đặc biệt là trong tháng Tết âm lịch tới đây, vận trình của tín chủ sẽ như cá gặp nước, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, cuối năm ăn Tết to nhất làng. Đặc biệt nếu mệnh chủ tránh được ba điều cấm kỵ này thì cuộc sống sẽ an nhàn, sung sướng từ nay đến cuối đời. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của anh chị tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong tháng Tết âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với mệnh chủ trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý anh chị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi người đều có màu sắc khác nhau, trải qua nhiều điều thú vị. Ở ngưỡng tuổi trung niên, chúng ta không nên tiết lộ quá nhiều điều cho người xung quanh, tránh rước họa vào thân. Hãy giữ lại một số bí mật cho bản thân, đừng chia sẻ mọi chuyện với người khác dù bạn tin tưởng và thân thiết với người ta. Mỗi người lại có cách sống của riêng mình, có người sung sướng, có người khổ sở. Cổ nhân từng có câu nói, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, để răn dạy chúng ta hãy cẩn thận với lời ăn tiếng nói. Càng ở tuổi trung niên, tuổi xế chiều, chúng ta càng cần chú ý tới cách ăn nói, biết những câu chuyện nào nên chia sẻ, điều gì nên giữ kín trong lòng. Nắm được điều này, cuộc sống của bạn mới có được sự yên bình an nhàn. Dưới đây chính là điều người ở tuổi trung niên đã về hưu không nên chia sẻ với người khác. 1. Nói về khoản tiết kiệm và lương hưu. Nhiều người ở độ tuổi trung niên, xế chiều luôn có cảm giác cô đơn và muốn có người tâm sự, trò chuyện. Tuy nhiên, nhiều người lại có thói quen chia sẻ quá nhiều về bản thân mình, nhất là tình hình tài chính. Điều này là không nên. Trên thực tế, tiền không phải là tất cả, nhưng con người ta không thể sống mà thiếu đi đồng tiền. Đặc biệt, ở tuổi trung niên hoặc xế chiều, bạn dần mất đi năng lực lao động, và vì thế đồng tiền càng đáng trân trọng hơn. Chắc chắn không một ai muốn ăn bám con cái, họ hàng khi họ già yếu. Vì vậy nhiều người thường tiết kiệm một khoản đủ để nuôi sống bản thân khi về già. Đồng tiền rất quan trọng, nhất là lúc chúng ta đau ốm, bệnh tật. Vì thế dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng không nên tiết lộ khoản tiết kiệm lương hưu của mình với người khác. Khi người khác biết bạn đang có tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, nếu có gặp khó khăn họ sẽ ngỏ ý vay bạn. Lúc này nếu không cho vay bạn sẽ thấy khó xử, nhưng nếu đồng ý giúp đỡ bạn sẽ là người khó khăn.
thật khó để bạn có thể thu lại số tiền mình đã cho vay nếu như đau ốm đột xuất. Trên thực tế, rất nhiều người đã gặp phải tình trạng mâu thuẫn này, nên bạn cần lường trước, đừng đi vào vết xe đổ của nhiều người và nhận lấy thiệt thòi khó xử. 2. Nói về sự bất mãn với con cái. Giữa bố mẹ và con cái rất hay bất đồng quan điểm, thế nhưng điều quan trọng là khi bạn về hưu, già đi, con cái cũng bước vào tuổi trung niên, đây là lúc con bạn rất cần sự tôn trọng từ bạn, chứ không phải những lời trách móc và soi mói. Nếu bạn thấy con có điểm gì chưa đúng, hãy ngồi lại và nói chuyện với con một cách nghiêm túc và nhẹ nhàng. Tuyệt đối đừng thể hiện sự bất mãn với con cái vì dễ khiến sứt mẻ tình cảm, tạo nên khoảng cách lớn giữa các thành viên gia đình với nhau. Mối quan hệ gia đình cũng cần vun vén, duy trì mới có thể tốt đẹp lâu bền. Hãy dành nhiều thời gian cho người thân để thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. 3. Nói về một người mình không thể quên. Khi có tuổi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn và nhu cầu tâm sự cũng tăng lên. Lúc này rất có thể ta sẽ nhớ tới những người mình không thể quên trong đời. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ quá khứ là quá khứ, hiện tại đã diễn ra và không nên nhắc thêm về những người cũ. Có thể những chia sẻ của bạn sẽ khiến người xung quanh tổn thương và phải suy nghĩ, nên tốt nhất hãy giữ điều ấy trong lòng. Sống hết mình với thực tại và hướng tới tương lai là lời khuyên tốt nhất cho bạn. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Giáp Dần sinh 1974. Trời sinh người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, thích hành hiệp trượng nghĩa, thường tưởng tượng mình là một đấng anh hùng, đôi lúc hơi ảo tưởng, phần lớn họ làm nghề liên quan đến bảo vệ cộng đồng. Cũng có người trở thành bộ đội biên phòng canh gác nơi biên ải, là người mơ mộng, hay nghĩ ngợi những chuyện vền vông, năng lực làm việc bình thường, song lại thích thể hiện, nên thường nhận thất bại cay đắng. Tính cách người tuổi Dần ngay thẳng, phóng khoáng, hảo hiệp, có trái tim lương thiện và thuần khiết hiếm có. Họ hầu như không bao giờ nói dối hay che giấu cảm xúc của bản thân. Đây là mẫu người lạc quan bẩm sinh, có cái tôi vô cùng lớn. Khi hành động họ chỉ làm theo ý mình, mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Vì thế, đôi lúc cũng gây mâu thuẫn bất đồng, cảm xúc không ổn định là điểm yếu lớn nhất của họ. Với những người bạn mới quen, họ thường cảm thấy rất thân thuộc, chỉ hận không kết bạn sớm hơn. Song chỉ vài ngày sau, cảm xúc của họ dần đi xuống và mau chóng chuyển sự quan tâm của mình sang những người bạn mới hơn. Chính vì thế mà tuy có nhiều bạn bè, nhưng số người thân thiết và thực sự là tri kỷ vô cùng ít ỏi. Người tuổi Dần là những người ưa mạo hiểm, dũng cảm hay giúp đỡ người khác. Họ có thể vì chính nghĩa là không màng đến thân mình, không ngại hy sinh lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, có lúc lại thiếu cẩn trọng, không suy nghĩ kỹ càng nên dẫn đến thất bại. Họ coi trọng danh dự, là người thanh cao, không sợ chịu thiệt thòi. Có lúc họ biết rõ mình đang chịu thiệt, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng, không màng đến ánh mắt của người khác. Kiên trì với con đường mình đã chọn, cũng chính vì tính cách sĩ diện nên họ hay bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, nếu không sớm sửa đổi thì kết cục sẽ không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng những người tuổi Dần có phần ham hư vinh, thích đứng ở vị trí nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác. Họ sẵn sàng làm những việc ít người dám làm, như đứng ở nơi công cộng đông người qua lại tặng hoa tỏ tình. Họ chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đấy là hành động lãng mạn thể hiện tình cảm của mình mà không suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Khi đã xác định được đối tượng yêu đương, họ sẽ hừng hực khí thế và quyết tâm theo đuổi, một lòng một dạ hướng về người ấy. Thậm chí, họ có thể từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ công việc, không quan tâm đến sự phản đối của người thân và gia đình. Nhưng vốn là người hay thay đổi, nên ngọn lửa nhiệt tình của họ có thể lụi tắt bất cứ lúc nào, chẳng những làm tổn thương người khác mà còn phá hủy hình tượng của bản thân. Ngay cả khi đã kết hôn, họ cũng có thể thay đổi. Tình yêu sét đánh ngày nào có thể biến mất ngay trong chớp mắt. Đó là những người suy nghĩ cẩn mật, hành động thận trọng, kiên trì và có nghị lực. Chỉ có kết đôi với những người như vậy mới có thể bù đắp cho những khuyết điểm của người nhóm này, nhờ đó phát huy được sức mạnh một cách hiệu quả nhất. Chỉ cần cố gắng, nỗ lực không ngừng, kiên trì giữ vững lập trường, thì tình yêu trải qua năm tháng cũng sẽ trở nên rất ngọt ngào. Cuộc sống sau hôn nhân của hòa hợp và hạnh phúc. Có người sau đó sẽ tiếp tục theo đuổi sự lãng mạn trong cuộc sống. Có người lại thích sống bình lặng, an nhàn. Có người quay ra theo đuổi công việc và phát triển sự nghiệp. Những con hổ có tính cách thẳng thắn, chính trực, tâm địa hiền lành, rộng rãi, thoải mái, không bao giờ biết che giấu cảm xúc bản thân, cũng không thích giấu chuyện đau buồn trong lòng, sống lạc quan vui vẻ. Họ là người cực kỳ tự tin, cũng rất có chính kiến, thích dùng sự vui vẻ lạc quan của mình để truyền cho người khác. Chính vì thế mà nhiều người thích kết bạn với họ. Bản thân họ cũng rất sẵn lòng mở rộng các mối quan hệ. Họ quen biết rất nhiều người, thường lợi dụng các mối quan hệ xã giao đó để khiến cho cuộc sống thuận tiện, thoải mái hơn. Những người này có tinh thần hào hiệp trượng nghĩa, coi trọng danh dự, đề cao đạo đức,
bản thân họ sống ngay thẳng, luôn tin và làm theo tín ngưỡng của mình, thậm chí coi trọng danh dự hơn mạng sống. Họ không thể nhẫn nhịn trước những hành động xấu xa đang diễn ra ngay trước mắt, vì thế thường ra tay cứu giúp mọi người, đòi lại công bằng cho kẻ yếu. Họ cũng có tham vọng thể hiện bản thân, thích sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, cũng rất biết cách tạo ra những hoàn cảnh để bản thân có dịp thể hiện khả năng. Đồng nghiệp thường rất ủng hộ những chuyện vui vẻ bất ngờ mà họ làm ra. Ngoài ra, những người này có khả năng hành động rất tốt, làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, ít khi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, quyết làm cho đến cùng, chưa hoàn thành thì chưa bỏ cuộc. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Giáp Dần sinh 1974, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch thấy rằng mệnh chủ có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể, và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu, nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh ảnh hưởng, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn kinh doanh dường như dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy giăng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn. Tháng này sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, nên mệnh chủ còn phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị. Vì thế khi có tiền trong tay thì chớ tiêu hoang, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc, nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Người đã lập gia đình cũng thường xuyên trút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nếu không giải quyết sớm tình trạng này thì tình cảm dễ dạn nứt, lạnh nhạt. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Dần sinh 1974, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Rất tiếc là về phương diện sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần chưa có những bước tiến đáng kể trong tháng khởi đầu của năm mới 2024 âm lịch này. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên để kết quả hoặc hiệu suất công việc bị thụt lùi. Nguyệt lệnh lâm bệnh mang lại nhiều tác động không mong muốn cho mệnh chủ, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Vì thế, dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ, không có ý định nhận lời khen thưởng hoặc đề bạt của cấp trên. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân thay đổi lối suy nghĩ hiện tại, nếu không bạn không chỉ dậm chân tại chỗ, mà còn tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Thái tuế và âm sát hung tinh đồng thời xuất hiện càng là lời nhắc nhở mệnh chủ Giáp Dần phải thận trọng hơn trong công việc, nếu không dễ phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này, dù bạn có làm ngơ thì chưa chắc đã được bỏ qua. Những kẻ đó có thể tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Do vậy, bạn cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, không nên quá cả tin, cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Xét phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần sinh 1974, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trong tháng Tết khởi đầu năm mới, tình hình tài chính của người tuổi Giáp Dần cũng không có dấu hiệu tăng tiến đáng kể. Bạn không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu, nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm. Người làm ăn, kinh doanh cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn. Hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, không ngại tham khảo cách làm của đối thủ, cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Đừng chủ quan cho dù đó là những mối làm ăn nhỏ, hay đối tác là những người mình đã biết từ trước đi nữa. Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt, tránh để xảy ra lỗi lầm, vừa tốn thời gian giải quyết lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra. Vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ khiến mệnh chủ tốn một khoản chi phí để thuốc men, điều trị. Để có thể tiết kiệm được khoản tiền này, thì bạn nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, điều trị khi còn sớm, để tránh tình trạng bệnh kéo dài, khiến tiền bạc hao tổn ngày càng nhiều. Xét phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Giáp Dần sinh 1974, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024.
Xem tử vi tháng của 12 con giáp âm lịch cho thấy, người tuổi Giáp dần khó có cơ hội được đón những tin vui tình cảm trong khoảng thời gian này. Có lẽ vấn đề phần nhiều nằm ở chính bản thân bạn. Bạn không muốn mở lòng cho mọi người xung quanh, cũng như những người thân thiết nhất. Đối với người độc thân, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cho rằng việc yêu đương vừa phiền phức vừa tốn thời gian. Vì thế, bạn thường tìm cách để đẩy những người thật lòng với mình ra xa. Dù có được người thân quen giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng tìm cách để chối từ các buổi gặp gỡ. Người đã lập gia đình thường hay giận hờn vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngoài ra, áp lực về công việc và kinh tế cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi và nóng nảy hơn. Do đó, bạn thường không có đủ lòng kiên nhẫn để trò chuyện tâm sự với nửa kia. Tuy nhiên, mệnh chủ cần phải nhớ đừng trút những cơn giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ vợ chồng trở nên xa cách và dần dần lạnh nhạt với nhau hơn. Âm sát hung tinh xuất hiện cũng là dấu hiệu cảnh báo kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người. Vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện với nhau, chớ nên chỉ lo chuyện của bản thân mình hoặc tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần sinh 1974, tháng Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Dần không được tốt, do phải chịu tác động lớn của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn thường xuyên phải vất vả, bồn ba, khiến cơ thể suy nhược. Một số người cảm thấy mệt mỏi, lười vận động khiến sức đề kháng càng dễ suy giảm. Tuy bệnh tật mắc phải trong thời điểm này không nặng lắm, nhưng dễ kéo dài, bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học hơn, chú ý dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là suy nghĩ tích cực để tinh thần luôn được nhẹ nhàng, thoải mái. Khi có những chuyện không như ý muốn xảy ra, bạn trở nên bi quan, hãy tìm người thích hợp để tâm sự và tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Khi suy nghĩ được nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy mình được khỏe khoắn vui tươi hơn. Thái tuổi hung tinh cảnh báo mệnh chủ cần cẩn thận khi di chuyển ngoài đường hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc gây hao tổn sức khỏe. Bạn không nên cố gắng làm việc khi đang mệt mỏi, tốt nhất nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần, tháng Tết âm lịch của người tuổi Giáp Dần sinh 1974. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tuần này của người tuổi Giáp Dần nhiều điểm không như ý, cần phải đặc biệt chú ý, cẩn trọng từng bước trong quan hệ với mọi người xung quanh. Gặp thất sát là cực hung, chẳng những tranh cãi đấu khẩu mà còn nóng nảy bộc phát dẫn tới xô xát đánh nhau gây tổn hại tới sức khỏe, dính líu tới pháp luật, thực sự là phiền phức lớn. Mệnh chủ cần khống chế tâm tình, học nhẫn nhịn và bao dung lượng thứ, đừng tranh chấp hơn thiệt với người khác. Nếu xảy ra sự cố thì người thua thiệt đầu tiên chính là bạn, chứ không phải ai khác, ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp cũng như uy tín, khó mà thu hồi lại được. Tài lộc cũng theo đó mà tiêu hao đi không ít, tiểu hao nhắc nhở các khoản tiêu vô tội vạ sẽ làm bạn rỗng túi nhanh chóng để tránh những điều không hay. Đồng thời tập trung vào công việc, ổn định thu nhập thì người tuổi Giáp Dần nên chọn vật phẩm phong thủy trừ tà hóa sát bảo hộ bình an để mang theo bên người. Gia đình ấm áp với lời khuyên giải của quý nhân Thái Âm là chỗ dựa lớn về tinh thần mà con giáp này có thể dựa dẫm. Hãy tâm sự, chia sẻ với người thân, xin trợ giúp từ những người lớn tuổi trong tình huống khó khăn, chứ đừng vội vàng tự đưa ra quyết định. Sự từng trải và kinh nghiệm của họ sẽ phần nào đỡ đần bạn thoát khỏi sự cố rắc rối. Quý nhân Thân, Tuất, tiểu nhân Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn: đen, xanh da trời. Con số phát tài: 89, 45, 21. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình tuần mới của 12 con giáp nhắc nhở người tuổi Giáp Dần có bạch hổ, phải đề phòng tai nạn, tai ương. Người làm việc ngoài trời, làm việc ở công xưởng, công trường xây dựng, nhà máy sản xuất đều phải chú ý an toàn lao động, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân khi phát sinh tình huống không may. Sự nghiệp phát triển đều đặn, tài chính hanh thông nhờ thiên ấn trợ lực. Ngoài khả năng vốn của bạn được hậu thuẫn nhờ các mối quan hệ của người thân, tự nhiên sức cạnh tranh cũng mạnh hơn những người khác. Hãy tận dụng thật tốt ưu thế này để hoàn thiện kỹ năng và tạo dựng cho mình chỗ đứng tốt nhất có thể. Lưu ý về tiểu nhân quấy phá, thị phi quấy dày khi xuất hiện thương quan. Điều này là không tránh khỏi, khi mà bạn có xuất phát điểm cao hơn thì số người ghen tị cũng nhiều hơn. Nỗ lực bằng hành động, chứ đừng để tâm tới những lời nói khó ngay sau lưng. Chỗ của họ luôn là phía sau bạn mà thôi. Đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân, hẹn hò người yêu, chăm sóc bạn đời, chu toàn gia đình đều phải đầy đủ. Đó không những là trách nhiệm mà còn là niềm vui giúp tuổi Giáp Dần thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những bộn bề bon chen bên ngoài. Quý nhân Thìn, Ngọ, tiểu nhân Thân,
Hợi, màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. Con số phát tài, 78, 54, 23. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Dần không tệ. Có một vài điểm còn phải cẩn trọng, nhưng nhìn chung vẫn thấy tín hiệu thay đổi tích cực. Trong công việc, bạn là người nhiệt tình và trách nhiệm, nhưng còn thiếu sáng tạo, nên bổ sung phương diện này để đạt thành tích cao hơn. Khó khăn nhất với mệnh chủ chính là tài chính. Dù kiếm được không ít, nhưng đại hao làm cho các khoản thu chi mất cân bằng. Có việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức cho phép. Lúc này vay mượn là phương án duy nhất, nhưng đừng mượn quá nhiều, sẽ thành gánh nặng rất lớn khiến bạn tuyệt vọng. Niềm an ủi là đời sống tình cảm của con giáp này vô cùng tốt. Có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong lúc sóng gió mới thấy chân tình, khoảng thời gian này sẽ để người tuổi Giáp Dần trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng trân trọng những người bạn đích thực cùng tình thân ấm áp mà mình đang có. Không nên quanh quẩn trong những không gian quen thuộc. Hãy thay đổi không khí bằng cách dạo chơi, chẳng cần du lịch xa xôi đâu. Thử đi là bằng con đường khác, đổi địa điểm hẹn hò, thử tới một nơi mà bạn chưa từng ghé qua, ăn tối ở một quán mới mở. Mọi thứ tuy lạ lẫm nhưng thú vị lắm đấy. Quý nhân, Thân, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số phát tài, 67, 23, 09. Xem tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, tuần này người tuổi Giáp Dần đối diện với thiên hình, điểm tai nạn rất rõ, nhưng may mắn là sức mạnh không quá lớn, nên chỉ là sự cố nhỏ, như vấp ngã, va chạm nhẹ, xước sát chân tay, dẫu vậy bạn cũng đừng chủ quan. Làm gì cũng thật để phòng tránh thương tổn. Trong tuần mới cơ hội việc làm của con giáp này không nhiều, không có lực đẩy từ bên ngoài, mà nội lực cũng yếu, nên tốt nhất là an phận thủ thường, hoàn thành hết trách nhiệm được giao, tỉ mỉ cẩn mẫn. Nếu muốn thay đổi thì hãy âm thầm học hỏi cho rồi kiến thức cũng như kỹ năng để thời cơ tới sẽ hành động thật nhanh. Nóng vội muốn tiến hành đầu tư, phát triển dự án thì tuổi Giáp Dần sẽ gặp thất bại nặng nề, và có lẽ cú sốc này làm bạn không thể vực dậy trong thời gian ngắn. Cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có thì không nên cố chấp, cứ bình tĩnh chờ đợi ắt có lúc chờ mình. Điều bạn có thể làm lúc này chính là nhẫn nhịn và tự chuẩn bị thật tốt. Tình cảm chẳng có gì đáng kể, với người độc thân nên duy trì các hoạt động cá nhân và chăm sóc tới chính mình, mong chờ có ai đó làm thay thì chỉ thất vọng mà thôi. Người đã có đôi hãy thận trọng khi hành xử, phút vô tâm bất chợt có thể làm đôi bên chán trường và nảy sinh xung đột không đáng có. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thân, Tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Con số phát tài, 89, 34, 21. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, nhưng ai cũng mong mình sẽ có những ngày cát lành tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưỡi gà, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 9 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn.
ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh sương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng, thưa quý vị, bài học về xác lập mục tiêu cho thấy bản thân luôn phải bám sát mục tiêu. Nếu không, ta cứ thả trôi cuộc sống một cách vô định và 12-20 năm sau, ta vẫn chỉ là kẻ trắng tay, nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe bài học về xác lập mục tiêu từ người thầy Do Thái. Chuyện kể lại rằng, có người thầy Do Thái chọn một ngày lặng gió để đưa các học sinh của mình tới một vịnh nhỏ để thi bơi. Ông khuyến khích các nam sinh giỏi bơi cùng thi xem ai có thể bơi xa nhất. Nghe xong yêu cầu của thầy, một số nam sinh hào hứng tham gia, nhưng hầu hết là số còn lại đứng im trên bờ không nói năng gì. Sau khi có hiệu lệnh, những người đồng ý thi cùng nhảy xuống biển để bắt đầu cuộc thi. Người thầy lúc này mới bắt đầu chèo thuyền theo sau các học sinh của mình, nhưng bơi chưa đến nửa dặm, các nam sinh kia dù bơi rất giỏi lại có dấu hiệu chán nản, muốn bỏ cuộc. Có người trèo lên thuyền của thầy, sau đó lần lượt từng người một, cho đến hết cùng trèo lên thuyền. Họ cùng than thở với thầy rằng, đã kiệt sức, không thể bơi được nữa. Người thầy nghe xong chỉ mỉm cười và tiếp tục chèo thuyền ra xa bờ. Khi thuyền ra cách bờ hơn, thầy giáo bỗng bất ngờ cho dừng thuyền, thông báo với các học trò của mình rằng thuyền sắp chìm và yêu cầu họ nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ ngay lập tức. Các học trò hiểu ngay tình hình, sợ hãi nhảy ngay xuống biển, cố bơi vào bờ mà không ngoái đầu trở lại. Người thầy ấy lúc này vẫn chậm rãi chèo con thuyền đi theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để vừa quan sát, vừa hỗ trợ khi cần thiết. Sau khi các em học sinh đã lên bờ, người thầy Do Thái mới hỏi các học trò của mình. Ông hỏi những người đứng trên bờ suốt cả buổi, vì sao các em không tham gia? Thưa thầy, biển rộng mênh mông, lại không bơi giỏi, chúng con sợ vô cùng nên không dám bơi ạ. Thầy hỏi tiếp những nam sinh bơi giỏi, tại sao các em muốn bỏ cuộc vì cảm giác kiệt sức? Thế nhưng khi bơi vào bờ thì các em lại bơi được quãng đường còn dài hơn gấp 2 lần dù sức lực cũng đã mỏi mệt. Học trò của ông đáp lời rằng, khi bơi từ bờ ra biển, họ hoang mang giữa biển khơi mênh mông, nhưng cảm thấy an tâm khi có chiếc thuyền của thầy, nên khi cảm thấy mệt thì nghĩ rằng lên thuyền sẽ tốt hơn. Thầy giải thích rằng, họ không kiệt sức chỉ là có giải pháp an toàn nên cố bám víu, trong khi đó cứ bơi ra ngoài khơi sẽ không biết sẽ đến đâu. Khi sợ thuyền chìm, các cậu nam sinh chỉ còn cách cố sức bơi vào bờ. Dù đường xa hơn và sức đã mệt, họ vẫn có thể về đến nơi là biết bên kia đã là bờ biển. Do đó, càng thấy bờ biển gần trước mắt, họ bơi càng hăng hái hơn. Nghe xong, người thầy Do Thái kết luận, như các em vừa trải qua, bờ biển chính là mục tiêu rõ ràng. Khi có mục tiêu rõ ràng để vươn tới, tất cả các em đã bơi được một quãng xa hơn sức bình sinh. Mục tiêu rõ ràng trong tầm mắt đã truyền cho các em sức mạnh, sự kiên trì và niềm tin để chinh phục mọi khó khăn. Không chỉ vậy, khi các em bơi vào bờ, ai nấy đều cùng suy nghĩ rằng con thuyền của thầy đang chìm. Lúc ấy, các em hiểu rằng không còn có thể dựa vào con thuyền nào nữa, chỉ còn sức lực còn lại của mình nên các em đã cố gắng bơi vào cho bằng được. Vâng, thưa quý vị, hình ảnh của những người học sinh giỏi bơi cảm thấy mất phương hướng và chẳng muốn cố gắng thêm chút nào nữa, khiến ta liên tưởng tới bản thân mình. Khi không có mục tiêu, ta cũng bị hoang mang vô định và nhiều lúc còn không biết mình cố gắng để được cái gì đây. Thực tế là nhiều người sau 5 đến 7 năm làm việc nhìn lại mình không có gì trong tay, trong khi bạn bè có những người đã mua được nhà, được xe. Lúc này bạn mới tự hỏi tiền kiếm được đã đi đâu hết, vốn là bạn chẳng có mục tiêu nào cụ thể, nên cứ có chút tiền là ăn uống, mua sắm, tặng biếu. Cuối cùng hiện tại trắng tay là câu trả lời rõ ràng cho bạn nhất sau tất cả. Vì thế, đừng xem thường dù là mục tiêu nhỏ, vì điều đó cũng tạo nên điều kỳ diệu mà trong điều kiện bình thường bạn bỏ quên. Chỉ khi xác lập mục tiêu, bạn bắt đầu có được tầm nhìn dài hạn và động lực ngắn hạn.
từ đó giúp bạn tập trung kiến thức, nỗ lực, sắp xếp thời gian và nguồn lực của mình, khai thác tối đa năng lực của bản thân nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Thậm chí, chính bạn còn bất ngờ về điều mình làm được khi bước qua các giới hạn của bản thân để tiến lên hoàn thành mục tiêu. Vì mục tiêu giúp sức chịu đựng của chúng ta mãnh liệt hơn, chúng giúp bạn có thêm nguồn cảm hứng để vượt qua khó khăn, thử thách. Mỗi ngày có quá nhiều điều khiến ta mất tập trung với hàng trăm suy nghĩ không mang lại cho ta lợi ích gì. Nhưng khi đã thiết lập được mục tiêu và quyết tâm dành trọn tâm huyết cho nó, thì ta lại dễ dàng tập trung vào những điều mình cần phải làm và loại bỏ những yếu tố không liên quan và ngăn cản bạn đi đến với mục tiêu mình mong muốn đạt được. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức và đôi khi cả tiền bạc nữa đấy. Có rất nhiều người đã chỉ ra những bước lập mục tiêu cho bản thân và bạn cần chọn lọc để có ưu tiên tập trung phương pháp phù hợp với mình nhất. Tuy nhiên, mục tiêu phải đáp ứng các tiêu chí như phải cụ thể, rõ ràng, ví dụ, trong 3 năm, 5 năm, 10 năm tới, bạn sẽ là người thế nào, tài khoản có bao nhiêu tiền. Bạn chỉ có cơ hội đạt được chúng khi bạn có mục tiêu rõ ràng, khi đã xác định được mục tiêu của bản thân. Có phải cứ đâm đầu mà chạy đua với chúng, đôi lúc chúng ta cần phải dừng lại, suy ngẫm và điều chỉnh mục tiêu sao cho thiết thực nhất. Tiếp theo đó, bạn cần chia nhỏ mục tiêu lớn ra để bạn cảm thấy cụ thể cần làm những gì cho mục tiêu nhỏ. Lý do khiến bạn không đạt được mục tiêu chủ yếu là bạn thường nghĩ tới những điều quá to tát. Việc này gây trở ngại và khiến bạn cảm thấy chán nản hơn mà thôi. Hãy chia nhỏ mục tiêu cho vừa miếng, như việc cắt chiếc pizza lớn thành từng mảnh nhỏ cho dễ ăn. Khi đó bạn dễ dàng hoàn thành được. Sau khi nhiều mục tiêu nhỏ được thực hiện thì chắc chắn bạn cũng đã làm tốt mục tiêu dài hạn mà bạn đã đề ra từ trước. Và điều quan trọng nhất đó là không bỏ cuộc. Một khi bạn đã quyết định xác định thiết lập mục tiêu đầu tiên của bạn, hãy giữ cho quá trình diễn ra bằng cách xem xét và cập nhật danh sách việc cần làm của bạn hàng ngày. Xem xét định kỳ các kế hoạch dài hạn và chỉnh sửa để phản ánh những thay đổi trong thứ tự ưu tiên và kinh nghiệm của bạn. Tốt nhất là nên làm thường xuyên, lặp đi lặp lại, xem xét liên tục cả mục tiêu ngắn lẫn dài hạn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.